Thị trường giao dịch ngoại hối, hay còn được biết đến với tên thị trường Forex, thị trường trao đổi tiền tệ hay Spot Forex, là thị trường giao dịch tiền tệ lớn nhất thế giới với số lượng tiền giao dịch hàng ngày lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn khoảng 80 lần so với lượng tiền trên sàn chứng khoán New York. Trong thị trường này, tầm nhìn đóng vai trò rất quan trọng. Thị trường càng lớn, lượng tiền lưu thông sẽ gia tăng. Với một tầm nhìn tốt, bạn sẽ có cơ hội kinh doanh tốt hơn. Bên cạnh đó, vì Forex là thị trường có lượng lưu thông tiền lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, nên không có một công ty hoặc tổ chức nào có khả năng thao túng thị trường này. Một vài lợi ích mà thị trường Forex mang lại cho bạn bao gồm: giao dịch không phải trả phí, thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 24 giờ, tự chọn thời gian giao dịch, thực hiện giao dịch sinh lãi cả khi thị trường lên hoặc xuống điểm, giao dịch chất lượng tốt và nhanh chóng, đặc biệt là tỷ lệ đòn bẩy kinh tế cao. Giao dịch tiền tệ Forex xuất hiện từ thời kỳ bắt đầu có thương mại và các rào cản thương mại. Sở dĩ cho đến gần đây, các bạn mới biết đến thị trường Forex là bởi vì trước đây, Forex chỉ được thực hiện giữa một số nhà tài phiệt, các tập đoàn lớn và các ngân hàng. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự hỗ trợ của Internet, mọi sự đã thay đổi. Các nhà kinh doanh cá nhân như bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản giao dịch chỉ trong vòng vài phút và bắt đầu kinh doanh bằng tài khoản đó. Mọi người thuộc mọi tầng lớp đều có thể kinh doanh Forex, từ nhân viên văn phòng, công nhân, người nội trợ, thậm chí cả sinh viên. Giao dịch có thể đến với mọi người. Những ai đã từng đi nước ngoài đều đã quen với khái niệm Forex ở một phạm vi nhỏ nhất. Đó là khi bạn quy đổi một đồng tiền của quốc gia mình sang một ngoại tệ ở nơi bạn đến. Tại sân bay, các cửa hàng nhỏ hay các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ mua và bán ngoại tệ này cho bạn. Lấy một ví dụ, khi bạn đi du lịch từ Hoa Kỳ sang Thụy Sĩ, bạn sẽ phải đổi từ đô la sang đồng franc của Thụy Sĩ. Bạn sẽ cần phải tìm hiểu tỷ giá chuyển đổi giữa đồng đô la và franc. Trong đó sẽ có hai tỷ giá, giá mua và giá bán. Giá mua là giá bạn bán đồng tiền mình có cho ngân hàng, giá bán là khi bạn mua đồng tiền mình cần từ ngân hàng. Tỷ giá hiện tại cho đô la trên franc là 1.1571. Đồng đô la là đồng tiền ít giá, đồng franc là đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là một đồng đô la tương đương với 1.1571 đồng franc. Cũng có nghĩa là đồng đô la là đồng tiền mạnh hơn đồng franc bởi một đô la đổi được nhiều hơn một franc. Trong ví dụ này, 1.1571, con số tỷ giá gồm 5 chữ số, số cuối cùng là số pip, tương đương 1 trên 100 của 1 xu. Khi tăng thêm 10 pip, sẽ khiến tỷ giá đô la trên franc tăng lên 1.1581. Tương tự, khi tăng pip thêm 100, chỉ số sẽ tăng đến 1.1671. Khi tỷ giá hiện tại là 1.1571, bạn dự đoán rằng tỷ giá sẽ tăng lên 1.1671. Một đồng đô la có khả năng mua nhiều hơn một franc. Bạn sẽ đưa ra quyết định mua đô la và bán franc. Điều ngược lại cũng xảy ra khi tỷ giá giảm xuống, bạn sẽ bán đô la và mua franc. Như đã đề cập trước đó, chúng ta đều biết rằng có một tỷ lệ đòn bẩy kinh tế tốt là một lợi thế trong giao dịch kinh doanh Forex. Tuy nhiên, khi chúng ta nâng tỷ lệ đòn bẩy lên 400 trên 1, điều này sẽ làm gia tăng không chỉ cơ hội mở rộng lợi nhuận, mà đồng thời sẽ nhân đôi tỷ lệ rủi ro kinh doanh. Tỷ lệ đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát được lượng tiền sẽ sinh ra sau khi giao dịch với lượng vốn nhất định. Ví dụ, bạn có 100 đô la và quyết định đầu tư bằng tỷ lệ đòn bẩy 100 trên 1. Bạn sẽ có khả năng thu về một khoản tiền gấp 100 lần, tương đương với 10.000 đô la. Tuy nhiên, khi tăng tỷ lệ đòn bẩy lên 200 trên 1, bạn sẽ vẫn có khả năng thu về 10.000 đô la chỉ với 50 đô vốn bỏ ra. Khi tiến hành giao dịch, bạn cần cân nhắc đến số tiền vốn bạn có thể chi cũng như lượng tiền thu về qua giao dịch. Giờ đây, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về thị trường Forex. Trước hết, hãy xét đến ý tưởng kinh doanh và xu hướng cho các ý tưởng. Theo như phân tích của chúng tôi, khi thị trường chứng khoán của Mỹ sụt giảm, các nhà đầu tư có xu hướng rút các khoản đầu tư ra khỏi nước Mỹ và đầu tư vào nơi họ thấy có nhiều tiềm năng hơn, ví dụ như châu Âu. Cơ hội mở ra cho tất cả các bạn, những cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn, trung và dài hạn. Không phân biệt và phụ thuộc vào ngành nghề, trình độ chuyên môn cũng như khả năng về tài chính. Chương trình Mỗi Ngày Một Cuốn Sách hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn cuốn sách có tiêu đề Thị trường Ngoại hối do Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân và Thái Hà Books vừa ấn hành. Đây là một trong những cuốn sách kinh tế chắc chắn sẽ khiến bạn đọc cảm thấy rất thú vị, bởi thị trường ngoại hối thực tế thì vẫn là một lĩnh vực đầu tư khá xa lạ đối với hầu hết những nhà đầu tư cá nhân. Và khi gấp cuốn sách này lại, nhiều người hẳn sẽ không khỏi tự đặt câu hỏi vì sao mà nhiều năm qua mình lại bỏ qua một thị trường, một lĩnh vực kinh doanh đầu tư tuyệt vời đến như vậy.
việc kinh doanh ngoại hối trên một thị trường toàn cầu với các nhà đầu tư đến từ hầu khắp các quốc gia trên thế giới thực tế đã có từ vài thập kỷ nay. Ở Việt Nam, việc kinh doanh ngoại hối thu lợi từ những khoản chênh lệch do tỷ giá lên xuống giữa các ngoại tệ mạnh cũng đã được tiến hành bởi những chuyên gia kinh doanh tài chính của các ngân hàng từ hơn một thập kỷ qua. Thị trường ngoại hối của F. Ponzi, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ, sẽ cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về thị trường hấp dẫn, mở cửa 24/24 giờ và gần như không có giới hạn về số lượng giao dịch này. S sẽ kể cho bạn đọc câu chuyện của mình từ lúc tác giả còn là một nhân viên kinh doanh kiêm nhà đầu tư chứng khoán ở khu phố Wall Street. Tại đây, S đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và cả mánh khóe đầu tư. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng thị trường chứng khoán có quá nhiều hạn chế. Việc mua và bán cổ phiếu hoàn toàn không được như mong muốn của các nhà đầu tư. Khi giá cổ phiếu lên, bạn muốn bán tất, nhưng chưa chắc bạn đã bán được. Khi giá xuống, bạn muốn cắt lỗ, bạn cũng chưa chắc đã bán được hết. Và chuyện mua vào cũng như vậy. Thị trường ngoại hối thì không như vậy. Bạn có thể mua gần như không giới hạn và có thể bán ngay tất cả những gì bạn có nếu cảm thấy giá đang xuống. Đó là một thị trường toàn cầu và bạn có thể kinh doanh ở bất kỳ đâu. Nó như một trò chơi mà trong đó bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm của mình, bạn có thể phán đoán những xu hướng của thị trường để từ đó thử xem mình là nhà đầu tư kinh doanh giỏi hay chỉ trông chờ vào vận may. Những phân tích kỹ lưỡng với rất nhiều câu chuyện thú vị, rất nhiều kinh nghiệm phong phú của một chuyên gia đam mê và có thâm niên trên thị trường ngoại hối thực sự sẽ khiến bạn đọc phải ngỡ ngàng. Rồi tự hỏi, vì sao cho đến giờ mình vẫn chưa thử sức trên một thị trường tuyệt vời như vậy?